Còn gì nữa, trời ơi chán quá rồi trời ơi. Cái gì vậy chị? Sao mà tự nhiên đến đây rồi chị không có nói chuyện vui vẻ gì chứ em? Mà nãy giờ chị ngồi chị ủ dột, chị rầu rĩ, rồi chị rên rỉ. Tại sao? Chị không muốn nói chuyện với em luôn á. Lý do gì? Chị mất rồi, mất hết rồi. Chị mất cái gì? Mất với ai? Ai làm gì chị mất? Ôi, ông hàng xóm, ông hàng xóm đã mất rồi, chị mất rồi. Ông hàng xóm, mà ông đi đâu? Nếu mà đi đâu thì chị đâu có đau khổ gì, với chị biết đi đâu là chị đó bằng mọi cách thì chị kéo về được rồi. Trời đất ơi chị ơi, tại sao lại để cái tình huống này nó xảy ra với mình chứ chị? Từ đó tới giờ em thấy chị là một cái người rất là gọi là nghiêm khắc với bản thân. Đúng một vậy. Người rất là chỉnh chu trong công việc. Tại đúng sao vậy? Bây giờ là chị có cái chuyện đó với ông hàng xóm? Tại vì chị tin. Tin mà một mình chị tin thôi hay còn ai tin khác nữa? Rất nhiều người tin. Ai tin? Thì chung quanh đó đó là trong cái... Mà đa số là phụ nữ không đúng chưa? Đa số là phụ nữ không biết ngay mà. Em nghĩ sao vậy? Như vậy là ông hàng xóm này chắc chắn phải là một cái người đàn ông nhìn cũng có vẻ hào hoa phong nhã, rồi miệng lưỡi ngọt ngào, mới đưa lời đường mật. Dừng. Hình như em đi xa quá ra. Mà là chỉ mất tiền. Hả? Mất tiền. Không phải một mình chỉ mất mà rất nhiều người mất. Ủa là sao? Chị mang tiền tới chị cung phụng cho ổng hả? Em nghĩ sao vậy? Trời ơi chị, gì mà chị đi cung phụng ai? Trời ơi chị mất tiền. Hụi nghĩa à? Cái gì? Hụi? Chơi hụi. Trời ơi, nãy giờ nói đại là ông chủ hụi, ông giật nợ. Ông giật hụi, ông trốn rồi đi. Thì tự nhiên ngồi cứ rên rỉ mất với ổng rồi. Mất rồi, ổng bỏ đi rồi. Cứ tưởng vụ kia không hả? Vậy vậy đi. Quá ra là chị ấy bị giật hụi. Phải không? Mà không phải một mình chị nha. Dạ. Rất nhiều người mà tội nhất là những cái người mà chị biết rằng là buôn gánh bán bưng. Người ta phải chắc kêu từng đồng một mà cuối cùng mong là mình có thể kiếm được cái đồng lời nào đó. Mong là có thể mình cần một lần một cái số tiền nào đó để mà giải quyết những cái chuyện gia đình này kia. Rồi tự nhiên bây giờ đùng một cái em biết không mất hết. Sống sao nổi. Nhưng mà có giấy tờ gì không lúc chị chơi hụi đó? Mắc cười quá, em mắc cười quá. Hả? Sao vậy Nghĩa? Khi nào mà em vay mượn nợ hoặc là vay tín dụng hay cái gì của nhà nước đi, nó có một cái lãi suất phần trăm hẳn hoi đi, nó uy tín thì nó mới có giấy tờ, nó có chữ ký, còn cái này là mình với nhau không, mà em nói sao vậy Nghĩa? Bởi vì nào giờ thiệt sự chị là chưa có chơi hụi, cũng không có rành về hụi, không có hiểu cái nguyên tắc chơi hụi là như thế nào. Chị cũng đâu có rành đâu, nhưng mà chị thấy gì cần quá thì ta chơi, chị đi chơi theo. Chị cũng hay quá, chị nhảy vô làm chi, chị hùa theo thiên hạ. Mà thời buổi này mà còn chơi hụi đó thiệt tình không hiểu chị luôn á. Nhưng mà nó có lợi em ơi. Lời chứ chị thấy không, báo chí rồi bao nhiêu người ta kể cái vụ mà giật hụi á, nó xảy ra Hà Rầm. Có những cái đường chơi hụi nó lên tới cả chục tỷ đồng luôn. Không phải, nhưng mà tại vì mình xui em biết không, mình gặp cái người không có tốt, mình bị giống như người mình bị lừa đó đi, cho nên mình mới vậy. Còn nếu như mà mình gặp người tốt á thì cứ đúng tới đâu cái nó hơi khui hụi gì đó, mình gom tiền mình đâu có mất đâu. Mà thiệt luôn á, em nghĩ cái ông nào đó mà lừa được chị, giật hụi được chị chắc cũng ba đầu sáu tay 12 cái nanh ha. Em dữ rồi vậy, em nói quá làm như chị dữ lắm vậy đó. Không phải, nhưng mà bình thường em thấy chị thông minh, chị sáng suốt, đời nào mà chị dính dáng vô mấy vụ đó đến ta giật hụi chị. Nhưng mà em thấy không, là mình cái đó không phải chị tham đâu nha, không phải lòng tham không đáy, không phải, nhưng mà mình cảm thấy là nó có lợi. Bây giờ chị nói nè, thí dụ như bây giờ chị có 10 đồng đi, nhưng mà bây giờ nhiều người có 10 đồng cái góp là gì, chị có tới 100 đồng thì chị hốt một lần đúng không, rồi cái chị trả lại từ từ gì đó, chị giải quyết được công việc chứ bộ. Thì bởi vậy cứ nghĩ là cái chuyện mà tiện lợi hốt được mớ tiền liền lập tức, không cần phải qua ngân hàng hay giấy tờ gì đúng hết rồi. Cho nên rất nhiều người đã tham gia chơi hụi mà mình cũng đâu cần thế chấp gì đâu, em thấy không? Đúng rồi, chính vì vậy khi mà người ta giật mình, người ta bỏ đi, không có cái gì để nắm người ta lại là vậy đó. Đúng rồi, có gì đâu nắm được, cái đó mình chơi lòng tin với nhau không mà không có đặt niềm, không có cái gì gọi thế chấp tài sản, không có cái gì hết trơn á trời. Đó, chính vì vậy có rất nhiều những cái trường hợp khi mà bị giật hụi một cái là trắng tay ha. Thiệt chị. Thiệt đúng quá. Tội nghiệp nhất là những cái người mà họ chỉ có những cái số vốn ít ỏi như vậy. Dạ. Ví dụ như mình có tiền thì mình có thể đi tìm, đi kiếm lại mất đồng này thì mình cố gắng, đúng không? Từ ngày qua kia để mình kiếm, để mình bù đắp lại. Nhưng có những người họ chỉ có bao nhiêu đó thôi và một khoảng thời gian rất là dài. Chị nói là có thể là 4-5 năm trời nuôi hụi đó chị, nuôi cái đường dây hụi đó, rồi cuối cùng mất một cái, mất là trắng tay luôn. Chính vì vậy có nhiều người khi mà bị giật hụi xong thì đều muốn tự tử luôn là vậy đó. Chứ sống làm sao nữa, mất hết trơn trọi rồi đó, bao nhiêu tiền bạc trong đó dồn vô, chưa kể là nhiều khi giấu chồng đó chị, mấy bà vợ đó giấu chồng chơi hụi đó.
Không phải giấu chứ em nói sự gì nghĩa. Phải giấu chứ. Thì bởi vậy sợ chồng biết tiền trong nhà bình thường bỏ trong cái tủ đó, lén lấy chờ thay giấu chồng, rút ra đi chơi hụi, đến khi bị giật các ông chồng mở cái tủ ra không thấy tiền trong đó nữa, hỏi bà vợ biết nó làm sao. Căng thẳng lắm luôn. Dạ thì bởi vậy không có lối thoát luôn nghĩa. Dạ. Nhưng mà những cái người chủ hụi như vậy á, tuy là bị nguyền rủa, bị chửi bới này nọ, nhưng mà họ trốn đi rồi, họ có nghe thấy đâu, chỉ trừ khi là công an bị tố cáo đến công an đó, cơ quan công an, và công an đi truy lùng rồi bắt mang về được, thì lúc đó mới có cái biện pháp xử lý mà em thôi. Em ơi, nhưng mà khi mà nó đi đến một cái gì, một sự vụ mà nó lớn á, thì mình mới như vậy. Còn ví dụ nhỏ, thì dụ như đối với những cái người có tiền thì là nó nhỏ, nhưng mà đối với những người không có tiền thì nó lớn. Nhưng mà thực ra đó em ơi, đâu có cái gì để mà bảo chứng với nhau để mà thưa mà gửi đâu em. Thì bởi vậy bây giờ mình phải hỏi luật sư. Mình sẽ hỏi luật sư xem là có cái hình thức kỷ luật hay là phạt thì thế nào đó với những cái người mà tham gia làm chủ hụi. Dạ, có em không? Cũng có rành đâu. Thì hỏi luật sư đi rồi sẽ biết. Em mời chị theo dõi nha. Mới đây hàng chục người dân sống tại tổ dân phố 9, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cùng tham gia vào một đường dây hụi lớn. Thế nhưng người chủ hụi là Phạm Thị Thu Hằng, 43 tuổi, trú tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, đã ôm lấy hàng chục tỷ đồng bỏ trốn biệt tích. Cũng nhân cái sự việc này ấy, thì tôi cũng mong muốn rằng người dân cảnh giác hơn với những thủ đoạn lừa đảo cao tay như của chị Hằng này. Tại vì chị một người rất là giản dị, hiền lành, chính vì thế mà lừa được rất nhiều người dân. Trong trường hợp mà những cái người chơi hụi mà người ta có ý định là chiếm đoạt cái tiền chơi của người khác, thì tùy vào cái giá trị tiền và cái hành vi này có thể bị khởi tố vụ án hình sự theo cái quy định tại điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015. Cái việc mà giải quyết các cái vụ liên quan tới chơi hụi, họ hụi thì nó rất khó giải quyết, bởi lẽ là trong cái quá trình mà người ta dân gian người ta chơi với nhau thì người ta thiếu chứng cứ. Và cái quan trọng nhất để xác định được rằng là cái mức độ thiệt hại như thế nào, hoặc là những cái người, bao nhiêu người bị hại, thì cần phải có đủ chứng cứ để xác định được rằng cái dây hụi mà người ta chơi đó theo cái truyền thống là như thế nào, số tiền đã góp như thế nào, và cái số tiền mà cái người đã có cái hành vi giật cái hụi đó như thế nào. Từ đó mới cơ quan điều tra mới xác định được rõ đây có là cái quan hệ về dân sự thông thường hay có yếu tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Dạ đó, chị thấy chưa? Luật sư đã nói, em nghĩ tốt hơn hết đừng nên chơi hụi. Thì bây giờ chị có tiền đó, chị để chị đầu tư vào một cái khoản gì đó xin lời. Em làm như ai cũng có thể đầu tư xin lời được kìa. Hoặc là mình để dành dụm từ từ, mình để dành, mình tích cóp lại bón heo. Hoặc là nếu như mình có bón một cái khoản có lời đâu, thì mình bỏ vô ngân hàng, bỏ tiết kiệm với chị, vô tín dụng. Đó. Trời ơi, thì bởi vậy chính vì cái lòng tham của chúng ta, ở đây ai trong chúng ta cũng sẽ có những cái lòng tham. Thay vì lời 1 đồng không thích, thích bỏ vô kia lời 3 đồng, nó hơn được tới 2 đồng lận. Hốt lòng nhanh lắm em ơi. Đó, bởi vậy, chính vì vậy cho nên là chúng ta mới tham gia chơi hụi. Và những người chủ hụi đó, họ mới đánh vào cái tâm lý đó là thích hốt cho nó lẹ, có liền một cục tiền mà không cần phải giấy tờ thế chấp gì trơn trọi. Vì vậy mới gọi là bị giật hụi đó chị. Mà giờ hỏi thiệt chị có bị giật hụi thiệt hay không? Chứ em nghĩ với chị, kinh nghiệm đầy mình như vậy, làm gì có cái chuyện tham gia chơi hụi để người ta giật chị. Nói vậy thôi chứ thật sự chị cũng đưa thử một cái tình huống. Dạ. Chị đặt cái tâm lý chị là người đã từng chơi hụi thì sẽ như thế nào, thấy không? Vậy là dạ, chị lừa được em là chị chơi hụi đúng không? Thì bởi vậy chị đúng mới chưa? Làm chủ hụi là em là người bị gạt đầu tiên đó. Đúng không? Đó, chị cũng diễn dễ sợ đúng không? Dạ. Vậy thì vẫn là tâm lý đúng không? Đúng. Đúng không vậy? Vẫn là tâm lý, nhất là tâm lý của ai mà hơi yếu yếu chút xíu á, nghe lời đường mật ngon ngọt chút xíu là dễ bị rơi ngay lập tức. Nhưng mà thật ra chị Thủy này có nói cái vụ mà tiện lợi của vụ chơi hụi á là lấy nhanh hốt lẹ rồi không cần phải thế chấp gì nhiều. Thật ra bây giờ các ngân hàng, các tín dụng họ cũng có những cái hình thức rất là nhanh gọn lẹ, không có mất nhiều thời gian. Với những người dân lao động bình thường đôi khi họ không hiểu, cho nên là họ ngại khi phải đến ngân hàng. Trời ơi, cái gì vậy, giấy tờ mình rồi sợ, chữ rồi con số đúng gì tùm lum tà la, nó quá chứ nhiều, không biết cái gì hết trơn trời. Đối với những cái người mà mình cũng chưa từng tiếp xúc nhiều. Dạ. Hoặc là phải đi đến những cái nơi mà mình gọi là nghe cái tiếng ngân hàng thấy lớn quá. Dạ. Thấy tự nhiên bước vô thấy điều nhỏ bé thấy sợ, vô cánh cửa thì như thấy sợ đúng không? Nè, đó. Chẳng hạn những chị em tiểu thương. Dạ. Mà bán ở ngoài chợ nhỏ nhỏ nè, cái chị bán rau. Dạ. Cái bà bán cá, tự nhiên giờ vô ngân hàng thấy xung quanh đẹp đẽ sang trọng quá, quýu
đúng không? Rồi mấy cái cô nhân viên xè ra một đống sổ sách giấy tờ gì trước mặt, kêu trình chứng minh nhân dân rồi ký giấy này nọ, sợ. Cho nên là cái tâm lý thôi, ở nhà bà Tư kế bên, bà mở cái đường dây hụi tham gia cho nó dễ, mà thân thiện nữa. Gặp bà kia bà nó ngọt ngào nữa, thì ra bà Tư mới có biệt danh là bà Tư đường phèn đó. Thành ra bà rất là ngọt. Nhưng thưa quý vị, thật ra các ngân hàng có những cái chính sách hỗ trợ cho người vay vốn hoặc là người đóng góp vào ngân hàng gửi tiền tiết kiệm rất là nhanh gọn lẹ. Nghĩa, cái này em là cái người đã từng đến ngân hàng và đã từng giao dịch những cái vấn đề là tín dụng rồi đúng không? Chị thấy dạ. Em rất là tự tin và em nghĩa là nói đâu vô đó. Dạ, thì bởi vậy mình mới nói để cho quý vị khán giả, nếu như có những người mà từ đó đến giờ ngại ngần cái việc mà bước chân vào ngân hàng do cứ nghĩ rằng giấy tờ thủ tục nó rườm rà đó, thì mọi người cứ hãy yên tâm, vào trong đó các nhân viên sẽ hỗ trợ chúng ta. Nếu như mình không biết thì người ta sẽ hướng dẫn mình, nó dễ dàng thôi, chỉ cần một vài cái chữ ký, một vài thao tác thôi thì chúng ta đã có cho mình được một cái quỹ ở trong ngân hàng. Dạ. Có khi đó là một cái tài khoản, có khi đó là một cái sổ tiết kiệm định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Dạ. Gì đó. Thì nếu như mình có một khoản tiền cố định, mình cứ gửi vào trong đó để dành tiền lời, có thể nó không nhiều bằng cái bà Tư đường phèn kế bên, nhưng mà nó an toàn đó. Còn nếu như mà để tiện dụng trong cái việc mà rút ra chi tiêu những cái khoản trong gia đình hàng ngày á, thì chỉ khi mình mở một cái tài khoản tiết kiệm có cái thẻ ATM á chị, đó. Dạ. Nó cũng dễ. Bây giờ cái cây ATM nó cũng đầy đường mà. Hoặc là nếu như mình không có rành, mình nhờ thằng con trai mình, nhỏ con gái mình ra rút giùm má 200, giúp giùm má 500 triệu đồng gì đó, nó cũng đơn giản. Nhưng mà cái điều quan trọng là nó an toàn. Thật ra tiền mặt mình để ở nhà mình cũng không yên tâm, rồi mình đưa cho bà chủ hụi lại càng không yên tâm. Thôi thì mình cứ để vào trong ngân hàng, đặc biệt là những ngân hàng lớn, ngân hàng nhà nước, thì mình sẽ yên tâm về cái số tiền mà mình để trong đó. Vậy là chúng ta có rất là nhiều những cái thông tin cũng như rất là nhiều những phương tiện để chúng ta có thể để dành một cái số tiền. Dạ. Của mình, hoặc là để xin lời bật mí này. Những cái thông tin như thế, nếu quý vị cảm thấy ngần ngại hoặc là có khó khăn gì, cứ gặp Đại Nghĩa. Đại Nghĩa sẽ giải thích được hết cho tất cả các anh chị tiểu thương. Và đừng như là Thanh Thủy là đi chơi hụi để rồi một ngày đó khóc lóc khổ sở gặp rồi Nghĩa ơi chị bị mất tiền. Đó là cái điều mà hôm nay chị Thanh Thủy và Đại Nghĩa muốn chia sẻ với tất cả mọi người, để mọi người có thể có cho mình một cái số tiền vốn nào đó, rồi còn xin lời mà nó an toàn, không có để giống như trường hợp mà chị Thanh Thủy vừa mới nêu ra khi nãy, bị giật hụi khóc lóc, nó rất là buồn nha. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Cảm ơn chị Thủy đã đến đây cùng với em đưa ra một tình huống để chúng ta cùng nhau tháo gỡ những nút mắc cho tất cả mọi người theo dõi, để mọi người có một cái hướng giải quyết tốt nhất cho cái đồng tiền mà mình có được. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chuyên mục Dây Nóng lần sau.